Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 9:30 thứ tư ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 8 tháng 10, đoàn công tác của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoàng thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng lũ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ làm mới nhà cho 10 hộ dân của huyện Bát Sát với mức 100 triệu đồng một hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng. Đồng thời trao 100 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng tiền mặt cho người dân xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, góp phần đồng hành sẻ chia với người dân vùng lũ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại chương trình, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định sự quan tâm hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần quan trọng giúp tỉnh và các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu đảm bảo chỗ ở cho 100% người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đồng thời động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn mất mát để tái thiết lại cuộc sống. Tính đến hết ngày 8 tháng 10, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân và các đơn vị doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 315,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 7 tháng 10, Ban vận động cứu trợ huyện Bắc Hà cũng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của hơn 1.143 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân với số tiền đăng ký và tiếp nhận lên tới trên 6,1 tỷ đồng. Cùng với đó đã có gần 931 đoàn thiện nguyện đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước với hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình đã trực tiếp đem các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng giá trị ước tính bằng tiền hơn 14 tỷ đồng. Sau hoàn lưu bão số 3, với tinh thần tương thân tương ái, mỗi người dân địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại cuộc sống và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai đang được nông dân nỗ lực khôi phục nhằm tăng diện tích sản xuất, bù đắp phần thiếu hụt. Khoảng 358 ha đất trồng lúa không có khả năng phục hồi, các địa phương vận động nhân dân chuyển sang trồng màu. Với 423 ha có khả năng cải tạo để trồng lúa, nông dân đang khẩn trương khắc phục. Bên cạnh đó, trên 2.430 ha lúa bị ảnh hưởng một phần đã được tăng cường chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, phục hồi sản xuất. Bà con cũng mở rộng trồng thêm 400 ha rau màu, ngô các loại và tiếp tục tăng diện tích trồng thêm vụ đông xuân. Đối với các hộ không còn đất sản xuất, sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề hoặc địa phương còn quỹ đất sản xuất thì cấp lại đất cho nông dân, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật tăng diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi để bù đắp sản lượng thiếu hụt. Sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, qua rà soát đánh giá sơ bộ, toàn tỉnh giảm 182 lượt tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, một số tiêu chí giảm mạnh so với thời điểm tháng 8 năm 2024 là giao thông giảm 41 xã, thủy lợi và phòng chống thiên tai giảm 38 xã, nhà ở dân cư giảm 43 xã, tiêu chí điện giảm 9 xã. 5 trên 19 tiêu chí nông thôn mới còn lại không giảm, gồm quy hoạch, lao động, giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất văn hóa. Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra, ước hết năm 2024, Lào Cai duy trì 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 65 trên 127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 7 xã so với mục tiêu đề ra. 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giảm 2 xã so với mục tiêu. 25 thôn được công nhận thôn nông thôn mới, giảm 6 thôn so với mục tiêu. Thời tiết giao mùa là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh về đường hô hấp phát triển, trong đó có virus cúm A. Để phòng tránh dịch bệnh, ngoài nỗ lực của ngành y tế, chính quyền địa phương, mỗi người dân cần tích cực và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có gần 10 ca mắc virus cúm A, chủ yếu ở người lớn tuổi, có bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn tiền đình. Bị cái hôm ấy là nó ngứa cổ ngứa lắm, xong rồi nó chỉ có thế, xong thì nó nít mũi và không thở được. Bị tiêm từ chiều hôm thứ bảy nhưng mà đến tối hôm qua là cắt sốt rồi.
Còn tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cũng đang hoạt động hết công suất với hơn 90 bệnh nhi đang điều trị nội trú. Ngoài các bệnh truyền nhiễm do mắc virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy cấp, COVID-19 thì số bệnh nhi mắc cúm A cũng gia tăng. Đa phần các bệnh nhi mắc cúm A vào viện đều có biến chứng đi kèm như viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm tai giữa, thời gian điều trị bệnh kéo dài. Con em sốt lại xuống cái chuyện rất cao, không nhấc được cơm. Ban đầu thì em có cho uống hạ sốt ở nhà, nhưng đôi khi là em bị trong chuyện ba mẹ đã test thì con bị cúm A, lại bị viêm tai giữa, viêm họng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.000 trường hợp mắc cúm, tăng hơn 900 ca so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong tháng 9 đã ghi nhận trên 350 trường hợp. Theo các bác sĩ, nếu mắc cúm thông thường, người bệnh có thể hồi phục sau 2 đến 3 ngày. Song với cúm A, phải mất 5 đến 7 ngày mới có thể điều trị khỏi bệnh. Đối với người già, trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi mắc cúm A, có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Không được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ có một số biến chứng hay gặp như là viêm phổi. Đối với các bạn nhỏ là hay gặp là biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm đường hô hấp trên, viêm da dễ thần kinh, chủ yếu là do quá trình bệnh kéo dài và dễ bị bội nhiễm, nó dẫn tới là sẽ nhiễm trùng thứ phát ở các cơ quan đó. Virus cúm A thường bị nhầm lẫn với cảm thông thường do những triệu chứng tương tự. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nhanh và có nguy cơ cao bùng phát thành dịch. Để phòng tránh, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng cúm, tăng cường vận động thể lực, duy trì chế độ ăn nghỉ hợp lý, hạn chế đến nơi đông người, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh. Khi có triệu chứng như ho, sốt cao, khó cắt cơn, đau và mỏi người không tự ý làm xét nghiệm và điều trị tại nhà, cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau một tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Công an thành phố Lào Cai đã kiểm tra phát hiện xử lý 38 trường hợp vi phạm. Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố Lào Cai tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các trường học trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thường xuất hiện trong lứa tuổi học sinh. Trong một tuần đầu tiên, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 38 trường hợp vi phạm luật giao thông là học sinh, đồng thời tập trung xác minh lỗi của phụ huynh, người giám hộ, người giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2024, Công an các địa phương trong tỉnh đã ra quân, tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phản ánh tại huyện Mường Khương. Các biện pháp đã và đang được Công an huyện Mường Khương tập trung, đó là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, gắn với kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối tượng tập trung chủ yếu là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và người liên quan. Lực lượng giao thông cũng như là công an các xã tập trung vào thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thế và tổ chức sẽ ký cam kết đối với 100% các học sinh cũng như là phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo tại các nhà trường. Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện hoặc chưa có bằng lái xe. Các trường hợp bị xử lý được lập danh sách và gửi về nhà trường, gia đình, khu dân cư để cùng phối hợp tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của học sinh và phụ huynh. Về nhà, cháu đã tuyên truyền với bố mẹ và gia đình là khi đưa đón cháu lên học thì phải đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe là phải đội mũ bảo hiểm. Tiếp tục thực hiện tốt an toàn giao thông ở tại các cái cổng trường, đặc biệt là cụ thể như việc như là duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tuyên truyền với học sinh thì nhà trường là đưa vào các cái nội dung tuyên truyền hàng ngày trên lớp cũng như là các hoạt động chung của nhà trường như là giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp. Huyện cũng phấn đấu tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn một học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Mường Khương đang nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Triển lãm Hà Nội Sức Sống và Niềm Tin đang giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 70 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với chủ đề về Hà Nội. Với chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách dấu ấn riêng, cùng tình cảm chân thành của người nghệ sĩ dành cho mảnh đất nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Sau 9 năm kháng chiến, hình ảnh Hà Nội được diễn tả trong không khí rực rỡ cờ hoa, đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Đặc biệt, cùng với trưng bày tác phẩm theo hình thức truyền thống, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn ứng dụng công nghệ trình chiếu số và tổ chức hoạt động in tranh các gỗ để đem lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Triển lãm Hà Nội Sức Sống và Niềm Tin sẽ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10. Theo kết quả can thiệp từ chương trình Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam do Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện, đã có 44.398 trẻ từ 6 đến 15 tuổi được học bơi an toàn, 52.250 trẻ từ 6 đến 15 tuổi được học kỹ năng an toàn dưới nước và hơn 30.000 cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non được hướng dẫn về phòng chống đuối nước. Đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm từ 1 đến 24 tuổi. Đuối nước có thể dự báo và phòng tránh được khi thực hiện các biện pháp như làm hàng rào cảnh báo, kiểm soát việc trẻ tiếp cận nguồn nước, tạo môi trường an toàn, tránh xa nguồn nước cho trẻ ở lứa tuổi mầm non, dạy cho trẻ độ tuổi tiểu học trở lên kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã chính thức có kết quả xét nghiệm các mẫu nước sinh hoạt tại chung cư Golden City 3 thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Qua phân tích các xét nghiệm 3 mẫu nước được lấy ở chung cư cho thấy, nhiều chỉ số về vi sinh vật nhóm A, nhóm B vượt quy chuẩn cho phép hàng chục đến hàng trăm lần. Trong 100ml nước, các chỉ số E. coli hoặc coliform chịu nhiệt đạt 24, tụ cầu vàng đạt 94, trực khuẩn mùa xanh đạt 66, trong khi giới hạn cho phép tối đa chỉ dưới 1. Đây là những vi sinh vật có thể gây hại cho hệ tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy, mất nước. Trước đó, gần 80 cư dân chung cư Golden City 3 đồng loạt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Sau đó ngưng sử dụng nguồn nước chung để ăn uống thì các triệu chứng này đã hết. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc đã tới thăm chính thức Singapore trong nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế với quốc gia Đông Nam Á. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Singapore. Theo đó, lãnh đạo hai nhà nước đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng như thỏa thuận hợp tác chuỗi cung ứng. Thỏa thuận bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể nhằm nâng cao khả năng phục hồi trong các lĩnh vực chủ chốt. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác khí đốt hóa lỏng và cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại, nhằm tạo ra sự tương hỗ về lĩnh vực chip, pin và ô tô của Hàn Quốc với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, sinh học và năng lượng của Singapore. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu hải quân của Nga và Trung Quốc đã tiến hành hoạt động diễn tập chống tàu ngầm ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, nhiều cuộc diễn tập chung sẽ được tiến hành, gồm phòng thủ chống ngầm và cứu hộ trên biển. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, phía Nga có sự tham gia của các tàu chống ngầm lớn là tàu khu trục đô đốc Pantelejev và tàu khu trục đô đốc Tribert thuộc hạm đội Thái Bình Dương, trong khi phía Trung Quốc cũng cử các tàu khu trục, hộ vệ và tiếp tế cùng tham gia với các đồng nghiệp Nga. Tuy nhiên, bộ này không cho biết lịch trình cụ thể của các cuộc diễn tập. Siêu bão Minton đã quét qua khu vực duyên hải Caribe của Mexico, khiến cây cối đổ rạp và làm gián đoạn đường điện tại một điểm du lịch nổi tiếng. Với sức gió lên tới 241 km/h, bão Minton đã hạ cấp từ cấp 5 mạnh nhất xuống cấp 4 trong thang bão tại Mỹ, đã không đổ bộ trực tiếp vào khu vực duyên hải Mexico và di chuyển theo hướng bắc về phía bang Florida của Mỹ. Dù không gây nhiều thiệt hại, song giới chức Mexico vẫn duy trì mức cảnh báo nguy cơ trung bình ở miền bắc nước này. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, siêu bão Minton sẽ tăng cường độ trở lại khi di chuyển hướng về phía Florida. Dự kiến Minton sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải phía tây Florida trong đêm ngày 8 tháng 10 hoặc rạng sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, với sức gió tối đa lên tới 250 km/h.
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan TNT, ngành du lịch của nước này đang tìm cách tăng tốc để đạt mục tiêu năm 2024 và lên kế hoạch cho năm 2025. Cụ thể, Thái Lan cần đón ít nhất 10,5 triệu lượt du khách quốc tế trong quý 4 để đạt mục tiêu thu hút 36,7 triệu lượt du khách trong cả năm 2024. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, mục tiêu thu hút ít nhất 3,5 triệu lượt du khách quốc tế mỗi tháng là khả thi nhờ các chương trình khuyến mãi, các sự kiện hội họp từ nay đến cuối năm và việc tăng cường các tuyến bay mới từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro như thiên tai, xung đột ở khu vực Trung Đông cùng việc đồng nội tệ mạnh khiến cơ quan này dự báo doanh thu từ du lịch cho cả năm nay sẽ chỉ đạt 2,8 nghìn tỷ bạt. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.